Thì cùng nhau đi săn đồ chơi game nha. Wow, ở đây có đồ chơi này em này, ta sẽ cùng xem nào. Wow, có một chiếc xe container này, tàu hỏa và một chiếc xe tải này. Đấy. Xem nào, một chiếc xe tải này, tàu hỏa này, chiếc xe container này. Rồi, ta sẽ tiếp tục đi nào. Wow, ở đây có gì đó này em này. Ta sẽ cùng lại gần đây xem nào. Ở đây có rất là nhiều các cái cây cỏ nó đè lên này. Ta sẽ bỏ ra xem nào. Ý chà. Wow, cái này nó có rất là nhiều đồ chơi ô tô này. Ý, ta sẽ bỏ hết ra nha. Wow, rất là nhiều cái món đồ chơi nhé. Ta sẽ cùng xem nào. Đầu tiên này, một chiếc máy bay trực thăng này. Đây là robot biến hình thành máy bay các em nhé. Đồ chơi theo phim này. Tiếp theo, robot cứu hỏa này. Thì cho vào giỏ đi. Một chiếc xe robot cần cẩu nữa này. Xe cảnh sát này, Soboka cảnh sát này. Tiếp theo nữa này thì rất là nhiều. Đây là một chiếc xe cứu thương này. Bạn này là bạn Ember nhá. Yeah. Một chiếc xe lưu này. Cho vào gió đi. Tiếp theo nào. Người nhện này. Đây là một chiếc xe người nhện nữa này em này. Ô tô người nhện này. Đây là một chiếc xe Iron Man này. Ý, cho vào gió đi. Tiếp tục nào. Một chiếc xe cần cẩu này. Yeah. Xe cứu hỏa này. Rất là nhiều đồ chơi này. Một chiếc xe phun nước nha. Xe chữa cháy này. Một chiếc xe phun nước nữa này. Ý, xem xe gì đây. Một chiếc xe nâng. Đây có một chiếc máy xúc này. Máy xúc màu cam nha. Xe nâng này. Ý, rồi. Đó ra còn lại các cái chiếc xe này. Chúng ta sẽ cùng sửa chữa các chiếc xe này nha. Ta sẽ cùng lắp phần đầu của xe đi. Ý, rồi. Tiếp theo này, phần thân nhá. Đó, ta sẽ vặn vít vào này. Đây là một chiếc xe bồn các em nhé. Rồi, giờ ta sẽ lắp phần bánh xe. Bánh sau này. Đó, như vậy là đã sửa xong được một chiếc xe bồn rồi các em nhé. Xe bồn rất là đẹp này. Ý, cho vào giỏ đi. Tiếp theo nào. Xe này đi. Sẽ lắp phần đầu xe này. Đó, phần đầu xe này. Tiếp theo ta sẽ lắp phần thân của xe này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nhé. Đó,
giờ ta sẽ vặn vít vào. Rồi, tiếp tục này. Rồi, ok, giờ ta sẽ lắp phần bánh xe này. Tiếp theo này. Đó, đã xong rồi nhá. Một chiếc xe chữa cháy màu đỏ. Cho vào giỏ đi. Tiếp theo là lại một chiếc xe nữa, ta sẽ lắp trước phần bánh đi. Bánh xe này. Rồi. Đó. Phần thân này. Rồi, bây giờ tôi sẽ cùng bắt vít vào nha. Đây cũng là một chiếc xe chữa cháy nữa. Rồi, như vậy là đã xong được một chiếc xe nữa rồi các em nhé. Cho vào giỏ đi. Cuối cùng còn một chiếc xe nữa thôi các em nhé. Ta sẽ lắp phần đầu xe này. Đó. Tiếp theo là phần thân này. Rồi, giờ ta sẽ vắt vít vào. Tiếp tục này. Đó, ta sẽ lắp phần bánh xe nhé. Rồi, ok, một chiếc xe cần cẩu ta đã sửa xong rồi các em nhé. Đó. Cho vào giỏ đi. Wow, này ta đã tìm được rất là nhiều các cái loại xe luôn này. Một giỏ đồ chơi luôn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng mang các cái món đồ chơi này về các em nhé. Xin chào các em.